Anh ơi em làm gì sai, sao anh đã buông câu dừng lại? Anh ơi em làm gì sai, sao anh yêu thêm người thứ hai? Em thương anh thật lòng đấy, sao anh không thương em hết lòng? Tình cảm đó anh coi là số không. Nếu em đã làm gì sai thì xin anh nói, anh nói đi anh, sao cứ im lặng? Tình cảm bao lâu nay hóa thành cho tàn, đến đâu này em gánh hạnh phúc còn lại mình anh. Tình cảm đó anh coi là số không.